Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả Game Action. Thì lần trước tôi đã chơi Brand Hậu Duệ Mặt Trời rồi. Thì hôm nay theo lời hứng của các bạn thì tôi sẽ chơi Malphite Tím Thủy Chung. Thì cái con Malphite Tím Thủy Chung này nó sẽ lên toàn bộ là AP, đó là sức mạnh phép thuật, cực kỳ đau. Đó là chiêu cuối với tổng sát thương lên đến 222 sát thương. Con số là khá là đẹp. Đây, những cái list đồ chúng ta nên lên đó là Trượng Trừ Sinh, Quỷ Thư Morello, Vọng Âm Luden, Vũ Phù Thủy Rabadon, Gậy Đầu Lâu. 1 đồ, 2 đồ, 3 đồ, 4 đồ, 5 đồ, cái giày nữa. Cái giày xem có giày nào màu tím không. Có giày nào màu tím không? Ông A xe ông lên làm gì? A xe Sabot. Đâu giày đây, giày nào tím không? Không có một giày nào tím cả. Cái giày này là giày đỏ rồi. Có kệ giày thì ngoại lệ một chút đi. Hay là mình nên lên cái khác rồi. Đéo gì đấy, cười đéo gì đấy. Sợ vãi cả cứt. Đây, team của chúng ta đã có Warwick, Yasuo, Ashe, Caitlyn, Malphite. Ok, đây là thanh niên Warwick. Đi về Temo ạ, trụy mạnh. Trụy mạnh nhá. Tí nữa tôi ủi thối đầu mày. Rồi có mùi máu của Warwick rồi. Chết cha, bây giờ phải farm nào đây. Chúng ta hãy cùng farm với game action ạ. Một quả, một con rồi. Hai con. Vỡ đầu. Không thầm lắm. Cái này nó bắn mù vãi chết đi. Con này khó chịu thật ý. Không biết thằng nào nghĩ được trò cái mô tốt. Đây, mở. Đấy là mình phải chỉnh full màn hình. Rồi. Okay. Chó con này, truy mạnh là tí ta tông thối đầu mày con chó. Nhịn nhục là vàng, nhịn nhục là vàng, nhịn được mới là thành chính quả. À, nó thổi mù nhầm con rồi. Này. Rồi một phát ra sâu thằng ngu này, quá gà. Xong rồi cái team này chơi Yasuo là mình thấy cái gì truy mạnh à. Nói nhở, rồi truy mạnh vào đây đi, bước vào đây em cần tất hồi giáp đi nào. 5 giây nữa nào. 4 và đi về Temo pha phải có 9 con ạ. Tôi sẽ lên cái không có đồ nào tanh mà lên, chắc là lên vậy đầu lâu trước có kháng phép. Thổi mù mù hay quá. Đúng rồi, bắn nó, bắn nó, đúng rồi. Đúng rồi, cắn đi. Hay, hay. Chết cụ mà đi. Temo khốn nạn. Sao con nối cho đi nhanh nhỉ. Nó lao lên một như một vị thần. Nói lắm. Không trình bày, chết là không trình bày. Tôi chết là bạn không nên trình bày. Chúng cứ lên bảng thôi. Ok đánh. Tạm biệt. Ui này, ui này, ui anh Temo. Ui hay quá. Tuổi gì. À nó tê lệ đây. Không, không tê lệ. Đi ngay mà.
Thế nào nó cũng mình hay lắm. Cụ phải lên đây. Cụ lên với cháu đây. Cụ lên với cháu đây. Nào, cháu bố láo đi. À, bố láo đi. Chẳng lẽ ông phải lên giáp ngay ông cho mày thổi. Nó rất tiếc là hôm nay ông mày phải lên tím mộng mơ. Tím trung tình, tím trung thủy nên ông mày không lên được giáp ngay thôi. Cụ đội mày 160 đam. Thì tao có ulti tông nó thối đâu. À về ngay. Có mở rồi, nó về rồi. Không có quay cho đến khi có ulti thôi. Rồi. Rồi có ulti rồi. Mày chết với cụ. Ngu thế, chết mẹ hai mạng rồi. Swakio, thôi, tôi không có niềm tin hy vọng gì cái thằng Swakio này. Tất cả niềm tin bạn khi đặt vào Yasuo sẽ biến mất. Trừ Faker. Mày, 160 đam chịu mạnh á. Bây giờ mình ra đây cho tôi một thối đầu. Cái gì đấy? Ôi rồi, cô đi rừng này. Tốt. Ở đây này đi. Điên à? Nó cứ rỉa quy thôi. Bố lá tao cho cái quy vào đầu, cái ulti vào đầu. Cứ bố lá đây con chuyện mạnh. Một quy nữa được. Đây rồi, bây giờ bố lá đi. Bố lá tao cho thủng đầu này. Trời ơi, sao ngu người. Một pha ngu người thật mẹ, quá tầm rồi còn ulti. Quả này nên cho vào tốc fail rồi chứ. Một cái ngu người cho biết. Một cái ngu người mà đúng lúc này của mẹ. Tôi biết ngay rồi. Tôi khôn lắm. Đừng nước quân quẩn đâu đây thôi. Nó cứ về đi đã. Nó này. Thì nhìn ngu người, tham mạng, tông xịt. Đéo có cái gì rồi. Đúng rồi. Rồi anh Yasuo anh không thể làm gì. Anh ấy tên là Swakio. Một game thủ đến từ Hàn Quốc. Hay lắm. Một game thủ đến từ Hàn Quốc. Anh đang chết. Hay. Một game thủ đến xuất thân từ Hàn Quốc và đến từ Trung Quốc. Anh đã thiếu đốt vào người của Mid Fortune nhưng mà đéo chết. Mà anh đã chặn từng gió một cách ngu xuẩn. Đội địch ở sau lưng mà anh chặn được sao đít. À ơi. Chạy ngay. Không ra thôi, đập cái thối đầu. Thế nhưng mình cũng phải mua cái mắt tím. Cái mối ỉa lắm lắm. Bây giờ mình thành mẹ. Sống nội yêu màu tím ghét sự giả dối. Sống nội tâm hay khóc thầm. Mà đi dọn cứt từng cái màu. Anh là Yasuo Korea Hàn Quốc của chúng ta. Anh xuất thân từ Hàn Quốc và đến từ Trung Quốc. Xuất khẩu lao động của Việt Nam. Anh ngu như một con chó. Không có một loài động vật nào diễn tả độ ngu của anh. Không bà mẹ rồi. Đau ngay. Mày cứ bố đời đi con cò. Thằng Warwick được lên rồi. Hai đánh một không cực cũng khỏe. Không. À tao nhìn sao cô lắm. Cô mày. Bố đời này. Bố đời này. Rồi rách tao đi con. Tí đâu ulti thối đầu mày. Con mặt còn ghét thế. Sặc. Sao cô này. Má. Thay như Korea không muốn mẹ rồi. Going.
bên đều là xạ thủ support. Anh xe thì sao cô ghé má ơi. Tôi vẫn giữ một nhịp độ trận đấu rất là bình thường. Top là không ăn hành thôi. Còn anh mid đây, Yasuo đến từ Hàn Quốc. Đây là chết rồi. Hy vọng team sẽ kéo lại được. Bố đấy. Chữ đấm đấm đấy. Không tốc biến vào nó đập cái đầu. Em ơi. Sako khó chịu quá cứt. Rồi anh Hàn Quốc làm gì đây? Anh chết ngược này, tôi tự đoán anh sẽ chết ngược. Chúc mừng. À, tí thì anh vào ai quay bố, ai quay bố mất lượt. Sako khó chịu quá. Đi demo. Rất tiếc là chó gát đã quay gỗ mất lượt. 2 đánh 1 cũng trổ cũng què. Được rồi. Con lợn kia. Chúng ta sẽ được ăn một món demo nữa. Chạy ngay. Không chạy được thủ với đầu ulti. Đúng rồi. Nó sẽ chạy. Xong cái đấm xuống nó mất tác dụng mà. Bố lão này demo mình hack bố vừa đi. Đấy. Có cái lượng sinh rồi. Ok, có một tí mộng mơ rồi. Bây giờ sẽ đến bọn ông Luden. Quỷ thứ Modelo đi. Mình không có hồi chiêu. Quá nhờ. Quá nhờ. Anh làm gì đây? Rồi, anh quay lại bạn DZ. Anh xe sẽ chết cùng ạ. Hay quá. Rồi, anh Yasuo. Chúng ta theo chân. Anh Yasuo đến từ Hàn Quốc. Anh sẽ làm gì? Rồi, ôi, ăn rồi. Ôi, đến từ Việt Nam nhưng mà chất hơn. À, thằng demo. Lào cai. Một con chó thế này. Ủa ôi, không nổ đâu ấy nhở. Sao cô lên đấy. Đấy rồi. Vào đây. Chúc mừng thế. À, có chó rồi được rồi. Ôi ông ra từ Hàn Quốc ơi. Hàn Quốc ơi, ông quay lại con này cho tôi. Cái này. Anh em ơi. Anh em ơi. Con giả. Này không trừng phạt à? Cao.
ghê, trải nghiệm Yasu. Cái mô đi thôi, 181 quét cái nấm rồi. Tôi đéo hiểu tại sao quét nấm rồi, vô hiệu hóa rồi, giống có mẹ nấm, đéo hiểu. Fuck. Game hư cấu. Quét nấm rồi đây. Quét một khu vực trong cảnh báo kẻ địch tự ẩn mình và làm lộ diện bẫy, đồng thời làm lộ diện vô hiệu hóa mắt. Logic vẫn là cứ vô hiệu hóa, giống mẹ bẫy. Chết mẹ, bảo lên hồi chiêu lên cho mẹ cái này rồi. Rồi đi cái rồi. Tôi làm cái đéo gì vậy? Vẫn không được, áp chế, áp chế. Warwick, không sợ em mẹ. Hàn Quốc. Anh Hàn Quốc ăn rồi. Thằng Hàn Quốc ăn nạp to thật. Nó có kiếm điện. Anh Hàn Quốc nâng tỷ số vạn lên 4 mạng. Thằng bé Temo 16 khổ với cứ nó khổ rồi, mẹ bị ba thằng nữa to đùng. Một cục đá cô đơn, một con sói hoang vô tình, một thằng Hàn Quốc mẹ mang tên Khoai Kyo. Đấy, thằng Sako thì nó cũng chạy vào đây. Đúng rồi. Sako đôi mẹ. Cái té cái này. À quái lên. Chó gắt đi về cho em. Về đúng rồi, về đi. Đây anh lên. Bây giờ lên để nhấn đi. Nhấn được. Nhấn không mê dai không có màu tím. Đấy. Cái này đi. Ok. Anh có Wick, anh giáp sụ. Rồi. Rồi, anh Kiên Sume, xuất thân từ Quảng Ninh. Mẹ ông ngu như một con chó. Ông đứng farm gì? Hàng về. Mấy điểm. Anh đi cho Quảng Ninh. Đi.
Để lên cái Murelo. Dừng. Mình nói thấy mẹ quái này đấy. Mihawk. Got it. Chấm. Rồi ghê phết. Yes. Đi thôi. Cục đá sẽ đi tìm một con. Đây rồi. Đấy rồi. Đây là con đấy. Con đâu cho ngu con, nó cho đâu có ngu mà cho con thật tí trước đâu. Không ở đây đối đầu rồi, bảo lại đấy, bảo lại rồi quá nhờ rồi, đến thời con bé rồi. Đối đầu này chúng ta chưa có cả ASEAN được nhớ là không có quá có ulti rồi. Anh chỉ trở lại khi anh có ulti. Đi thôi. Trong này không phá trụ nhanh như liên quân anh em ạ. Lâu quá cứt. Trò này mà phá nhanh như liên quân thì tôi đã biết chịu vật rồi. Đập. Phá nhanh chứ, quái. Đi cho tôi đang ra đét. Rồi. Hay quá nhờ. Yeah. Sako, okay. Sako. Bây giờ mình nhận ra là Sako. Nobody in here. Đấy, chó lát nó vẫn đuổi. Bởi vậy cứ lần lũi mà chạy. I'm moving as fast rồi. As I can. Vẫn không an toàn. Rồi. Shut down. Ok, tôi đã có từ thứ Murelo. Ở đây luôn này. Lên cái bét để cơ động anh em ạ. Ôi, nhìn tôi đấy. Con này tí nữa tôi sẽ bán để cơ động tôi lên cái giày pháp sư. Ủi cho sướng. Ủi đau hơn. Có nhờ boy Korea. À đó. Phải là những chiếc đồ tiết buồn cười vậy. Bạn lúc trượt một phát là vậy thành trò cười cho cả team. Đi thôi. Yes. À, sao. 3, 2, 1, go. Vĩnh các mẹ biệt. Asagi. Ấy, tao vừa bảo mà. Ôi, ai vào đây. Úi dồi ôi. Mất cái này cũng đi nhá. Ủa cái gì đây? Ủa cái này là của lớp thập đại nguyên tố. Thằng này giàu thế. Thằng này vẫn đuổi gì đây. Đây thôi. Giờ này đi được chưa? Không phải đi bít tít, bây giờ đi về thể thao anh em ạ. Đi đến đây. Cái thằng ngu này.
Giết. Giết. Đúng rồi. Đúng rồi. Giết đi. Đây đây. Mày ulti rồi. Ha ha. Nhưng sao mình không ăn mặn nốt đi, mình để nó ăn. Mình vô được 23-27 đúng không? Rồi. Mình có vẻ trụ tốt rồi. Không cần mạ. Lom dom. Kìa máu đáng yêu. Đấy. Đấy chắc không biết. Trong hit đều thường quy đó. Đấy chạy trên tay. Mất rồi mà. Có nè, ăn một. À đây. Giảm cút ra. Rồi. Làm tiếp lên 1250 nào. Để lên cái vọng luôn. Còn nữa đặt luôn cái cổng thông đạo Zoroark ở đây rồi. Tình xưa nghĩa cũ à? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ phải đến thấy dinh dập. Nó thế nào cũng lên phá cái thông đạo Zoroark này. Tôi thề. Có lẽ tôi đã sai. Có lẽ tôi đã sai. Đấy rồi. Đấy rồi. Rồi. Super Ultra Mega Ban. Có lẽ này đâu. Vậy. Hey. Bựa quá, cứ mẹ đánh cái chó gất đéo chết. Chó gất trâu quá. À nó lên cái đánh đa so thì đó là nó tốc độ đánh nó nhanh thế. Có nhiều hơn rồi đi. Má, một pha ngu người của thanh niên. Thôi tối ông ơi. Thôi. Tránh chấp là cái gì? As fast as I can. Đi thôi.
bắt được không? Chết cười. Cái lũ bảo chết tao. Ôi sao không phải. Thế địch nó sao cô. Chú cô bay. Nào Orion. Chết đi. Không đừng ấy, nó đứng đây này. Đi ra đây này. Nào đi đây. Nó săn đi. Đi đâu. À được. Được. Dominating. Bắt đầu bây giờ lên mũ thì ô lưu đường rồi. Ơm. À hi hi. Đấy anh Korea. Anh mang tên Korea. Xóa kiêu. Rồi đã gục ngã trước cửa thiên đàng mình một con trồn. Hello. Đứng lại. Không cho đạn. Không cho. Ông bắn đi trượt đâu còn. Bắt đầu. Tôi khỏe thật đấy chứ. Ulti phát bạn 6 tiếng sát thương. Xem vào. Pháp lực xuyên gác. Ở đây xuyên vào phép 28% này. Không phép. Và ulti ở đây. Đây là bây giờ tôi sẽ cố gắng lên vũ thủy và cái gậy đầu lâu là cực kỳ khỏe luôn. Hy vọng là có thể đánh cái này không? Rồi chúc mừng một tiên đi rồi, cả tiên đi rồi, tôi đến đây, tôi đến đây. Tôi đâu sẽ có đó. Tôi đâu sẽ có đó. Tôi đến đây, cái này. Ồ. Chết rồi. Chết rồi. Gác được để tôi xử lý con chó gác. Ông cho cô cũng về MBA một công ty thôi là cháu sẽ bốc hơi. Ờ, làm gì cô mày này. Ôi trời ơi má tôi trượt ạ. Nó né kiểu thần thánh ý. Tông ở đây nó lách sang đây tông trượt luôn. À anh Korea Masaki đúng đi. Rồi anh đi rồi. Mình chúc mừng anh. Anh đã đạt một vé bất lượt. Không. Không bất lượt. Nhưng mà Warwick đã đến. Rồi ông Asen bất lượt rồi. Rồi anh Warwick. Và tôi một pha tông truyền ngu người. Đuổi theo. Chú bọ. Dũng cảm. Chúng thì ai cũng làm được, phải hút trượt cơ và hút trượt cách một kiểu 1mm thì không ai làm được cả. Tôi đã làm được, tôi rất là tự hào về điều đó, hãy như tôi. 3, 2, vào đây này. Ủa, nó nhảy ra đây xong tốc biến luôn. Cảm ơn.
chạy đâu. Cháu nó đi về nơi vĩnh hằng. Sao cô tôi vẫn chưa đủ tiền đấy. Cái đây. Sao cô không khỏe nhỉ? Sao cô không có đồ gì đép mà sao tôi tông yếu thế? Cho tôi cần phải lên cái mũ thủy. Cướp rồi. Em ơi. Mẹ anh Hàn Quốc thôi. Sao sao gì? Cứ dỉa thôi, cứ dỉa thôi. Rồi, cứ tỏa. Đây được. Hello. How are you? Sao đào nhá? Em ơi. Sao đào. Bye bye. Sao đào. How are you? Cái what the hell? Độc cô Temo thốn đến tận rốn. Má của Temo. Tỉa Baron à? Không làm lính bắn tỉa. Rồi, một đại bạc tiên. Ok. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi farm và lên mũ vô thủy. Có Oni thua mẹ rồi. Đêm mất rồi. Tôi đang đánh hiện tại là bây giờ là 12 giờ đêm. Bình trời lên một loại lúc 12 giờ đêm. Bạn sẽ gặp một điều đó là một con mang quai đang lên theo đường full AP và tím tủy chung yêu đời. Nó sẽ có cú cứt nào không? Thế nó có cú cứt mà vẫn dẫm vào, nhìn thấy rồi vẫn dẫm vào rồi. Phết. Có bước thủy rồi, tí mộng mơ. Sống nội tâm hay góc thầm. Rồi. Ôn đây. Có 4 món tím rồi. Ok đâu Hoàng rồi. GG. Vậy là Manfi tí mộng mơ đã hoàn thành. Say yeah. Ok, để ủng hộ mình làm tiếp cái series chôn Liên Minh Huyền Thoại này thì các bạn đừng quên để lại một like và một comment nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.